Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục điểm báo online hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, trên các báo điện tử Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Đảng Cộng sản, Lao động, Việt Nam Net và nhiều trang báo khác hôm nay đều tiếp tục phản ánh về công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất kinh hoàng tại Nepal. Báo tuổi trẻ điện tử hôm nay có bài Tấm lòng người Việt ở Nepal. Với tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt Nam đã được phát huy hiệu quả tích cực để chung tay giúp đỡ người dân Nepal trong tình cảnh khó khăn. Sáng ngày 2 tháng 5, hai chuyến xe bíp chở hơn 110 người Nepal từ Kathmandu về quê đã lăn bánh. Trong tình cảnh này, nhiều người dân Nepal ở Kathmandu mất nhà cửa muốn về quê hay đơn giản chỉ muốn gặp ngay người thân của mình sau những ngày động đất. Đây là hai chuyến xe thuê với nguồn tiền từ các khoản đóng góp ở Việt Nam mà anh Nam Ben Saru, chồng chị Võ Thị Kim Cương, chủ chuỗi nhà hàng Việt Nam tại Kathmandu tổ chức. Chính phủ Việt Nam đã quyết định viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Nepal 50.000 USD để khắc phục hậu quả động đất. Nhiều điểm du lịch quá tải vẫn tái diễn tình trạng chặt chém. Đó là tiêu đề bài viết của nhóm tác giả được đăng tải trên báo Nhân dân Điện tử ra ngày hôm nay. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 kéo dài đã tạo điều kiện cho du lịch trong nước bùng nổ, gây nên tình trạng quá tải, cầu vượt cung ở nhiều điểm đến. Với sự tăng cường quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, Môi trường du lịch ở nhiều địa phương đã có sự chuyển biến tích cực. Giá cả dịch vụ tăng hơn ngày thường nhưng được niêm yết rõ ràng. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn tái diễn tình trạng tăng giá, ép giá chặt chém khách du lịch. Thực trạng lượng khách quá đông ở các điểm đến du lịch trong những ngày nghỉ lễ vừa qua đã bộc lộ những hạn chế của ngành du lịch nước ta, nhất là trong công tác thông tin và định hướng giúp du khách lựa chọn điểm đến. Liên quan đến kỳ nghỉ lễ dài ngày vừa qua, VietnamNet ra ngày hôm nay có bài người Việt đi du lịch hay hành xác. Đi du lịch là sự lựa chọn của nhiều gia đình trong kỳ nghỉ lễ dài ngày này. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cảnh tắc đường kéo dài, chen trúc tại các điểm vui chơi, giải trí, không ít người cảm thấy sợ hãi. Tác giả dẫn chứng Sầm Sơn Thanh Hóa thu hút một lượng khách khủng dịp lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 năm nay. Cách biển 5 km, tuyến đường dẫn ra biển tắc nghẽn kinh hoàng và bãi tắm thì không còn chỗ đứng. Tương tự, thành phố Biển Nha Trang sáng ngày 29 tháng 4 cũng kẹt cứng khi hàng trăm đoàn xe lớn nhỏ chở du khách đổ về phía nam đường Trần Phú. Xe cộ nối đuôi nhích từng chút dài hơn 1 km để di chuyển. Ngày đầu tiên mở cửa cũng là ngày cao điểm trong dịp nghỉ lễ dài ngày. Bãi tắm bãi cháy Quảng Ninh trở nên quá tải vì lượng du khách và người dân đổ về đây tránh nóng ngày mùa đông. Người ta chia nhau từng cm để tắm. Đưa hàng Việt về nông thôn là giải pháp tích cực thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tạo cầu nối để doanh nghiệp tiếp cận với người tiêu dùng vùng nông thôn miền núi. Tuy nhiên, cơ hội để hàng Việt Nam đứng vững tại nông thôn cần có nhiều giải pháp hiệu quả hơn. Trên báo Nhân dân điện tử hôm nay có bài để hàng Việt trụ vững tại thị trường nông thôn. Tác giả bài báo viết, trong điều kiện nền kinh tế khó khăn như hiện nay, phát triển thị trường nông thôn đang là lối ra cho sản phẩm của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên theo tác giả, để nâng cao hiệu quả chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, nhất là khu vực nông thôn miền núi. Trước hết các doanh nghiệp sản xuất cần phải cải tiến mẫu mã, hạ giá thành sản phẩm, thiết lập kênh phân phối, bán lẻ để cung ứng tới tận tay người dân, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, từng bước xây dựng lòng tin và chiếm lĩnh thị trường một cách bền vững. Đây là bài toán cần có những giải pháp mang tính đồng bộ từ cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và doanh nghiệp để hàng Việt Nam đứng vững trên thị trường. Tác hại của rượu bia với đời sống kinh tế xã hội thì nhiều người đã biết. Nhưng có lẽ ít người biết rằng rượu bia là nguyên nhân gây ra đến 230 loại bệnh. Báo Quân đội Nhân dân Điện tử ra ngày hôm nay có bài của tác giả Hà Vũ đưa ra những dẫn chứng và sự phân tích một cách khoa học về tác hại của rượu bia tại hội thảo về cung cấp thông tin liên quan đến phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia do vụ pháp chế Bộ Y tế tổ chức mới đây. Ông Nguyễn Huy Quang, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế nhấn mạnh, rượu bia là yếu tố nguy cơ thứ tư trong 8 yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam. Đó là nguyên nhân trực tiếp gây ra 30 loại bệnh và nguyên nhân cấu thành của 200 loại bệnh khác. Một phần năm các trường hợp tử vong do tai nạn giao thông ở Việt Nam có nguyên nhân do rượu bia. Không những thế, tác hại của rượu bia còn tác động nặng nề đến những sinh hoạt thường ngày như lạm dụng tình dục, bạo lực gia đình, gây rối nơi công cộng. Rượu bia tạo gánh nặng cho nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Chi phí cho rượu bia bao gồm tiền mua rượu bia và giải quyết những hậu quả từ rượu bia gây ra chiếm từ 3% đến 8% GDP quốc gia. Chuyên mục điểm báo online của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.